Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Cờ Đỏ vừa giám sát về hiệu quả đầu tư mua sắm trang thiết bị cơ sở vật chất giáo dục năm học 2020-2021 và năm 2021-2022 theo đề án đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông của Thủ tướng Chính phủ tại trường tiểu học Đông Hiệp. Năm học 2020-2021 và 2021-2022, trường tiểu học Đông Hiệp có 8 lớp cần đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài nâng cao chất lượng giảng dạy, nhà trường còn thống kê rà soát báo cáo nhu cầu mua sắm danh mục thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định và sau khi tiếp nhận các trang thiết bị dạy học, nhà trường đã lập danh mục quản lý thiết bị dạy học bằng phần mềm quản lý tài sản và sổ thiết bị dạy học, xây dựng nội quy, quy chế sử dụng, phân công cán bộ phụ trách quản lý, đồng thời thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị. Đoàn giám sát đề nghị trong thời gian tới, nhà trường cần nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng các thiết bị để chất lượng giáo dục ngày càng đi lên, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, quản lý các trang thiết bị đã được cấp, chủ động liên hệ trao đổi với các đơn vị cung cấp thiết bị để được hỗ trợ, bảo hành khi gặp sự cố hư hỏng, lỗi kỹ thuật.